Ui, Trung Anh kéo được đấy, chắc là Trung Anh kéo binh đấy, Trung Anh à. Bình gì không khen. À không khen, Trung Anh đánh như cục cứt. Đúng Trung vậy Anh, thế. Trung Anh đánh ngu như con chó ấy. Sang tháng live stream 50 view là tôi đấm vào mồm Trung Anh luôn, Huê. 50 view thì tôi chắc là không on được luôn ý. Thỉnh thoảng 3 phút có một ông. Anh Duy ăn cơm chưa? 3 phút sau anh Duy đánh gà đấy. Thì tôi thật với anh em là off stream. Off stream luôn. Check group á, group có cái gì đấy? Đâu, group à? Xem group có cái gì nào. Anh em đợi Duy một tí nha. Anh em nào chưa tham gia cái này thì tham gia giúp Duy nhá. Xem group Duy còm có gì nào. Kiểu tóc anh Duy giống cắt moi không? Đầu anh là đầu của ấy đấy. Của gì nhờ? Của quân IP đấy. Ui. Ui đẹp trai đấy nhở. Ui thề nhắm mắt này nhìn như Limino chưa? Trời ơi là trời. Má mày Limino chưa? Ui nhắm mắt này. Ui. Đẹp trai thế nhở. Khác nhau một trời một vực. Đùa tôi thật đấy anh em nhá. Bây giờ tôi anh em không tin đúng không? Bây giờ anh em bước vào cái đường Khương Trung, anh em biết cái đường Khương Trung không? Anh em nằm ở quận Thanh Xuân thì biết cái đường Khương Trung ấy. Anh em chỉ cần bước vào đường Khương Trung luôn, hỏi từ cô Thịt Xiên đến bác Bà Bánh Mì, hỏi nhà của Duy Lee Minho ở đâu, người ta chỉ vào tận nhà luôn. Ok chưa? Thôi, mày đừng có bốc quét. Thú vui ba miền. Đi, 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 đi. Đây, không đùa nha, tập trung game nha. Kênh kỹ năng nhá, cứ tôi như đùa nhiều anh em bảo là kênh tấu hài. Kênh kỹ năng nha, mình chơi vẫn phải chuẩn nha anh em. Đây rồi, đây Trung Anh ơi. À nhưng mà bên kia có người xem stream mà. Ôi về. Nó đang stream anh em ơi. Thú vui ba miệt. Ủa thật với anh em là thú vui ba miệt của Duy bây giờ nổi tiếng quá rồi. Clip đấy lửa triệu view, 500,000-600,000 ấy. Clip thú vui ba miệt ấy. Ủa có khi nào mình làm clip đấy xong mấy anh ấy rủ mình đi bắt rắn lắm nhỉ. Alo Duy còm à? Anh lên clip nhá. Hôm nay anh thả con rắn ra, mày lên mày bắt anh con rắn vào này. Để lại anh để lại. Lẹ đi anh. Rồi đấy. Má nó đỡ kìa. Ở đỡ hay quá. Không ra cho anh. Không anh hồi rồi. Anh hồi cho em trước rồi. Uầy thằng Thred vào đỡ kìa. Nó flash lại đỡ đúng không? Đỡ luôn ạ. Flash vào đỡ đúng không? Được thế nhở? Thời đấy đánh được thế. Cây xa thì anh em sẽ có hai đường lên. Một là anh em lên sát lực, và một đường thì anh em sẽ lên chí mạng nhá. Như kiểu trận này chắc là Duy lên chí mạng đấy. Tại vì team nó cũng khá mỏng, không có tanh đâu. Không có nhiều tanh anh em ạ. Trận này mình sẽ lên chí mạng nhá. Lên dạ kiếm ấy. Bình tĩnh thôi. Bao giờ em có kéo? Kéo kiếm đi đây thôi. Đây là cách kéo cho người. Khó chịu nhờ, Kalin khó chịu đấy. Ok, Trung Anh. Try me, bitch. I'm joking. Stop. Ok. Đâm luôn anh đâm được. Bao giây đấm. Chị có đấm anh em, chị đấm đuổi. Ôi, chị. Đẩy giúp anh. Ổn rồi nha mọi người, ổn rồi nha. Anh em thích Duy lên dạ kiếm hay là Duy lên chí mạng nào? Comment nào, anh em thích lên chí mạng hay lên gì nào? Đi đây, hai thằng nữa. Anh về nhá. Từ lại. Đi. Ôi, hai Trung Anh à. Trung Anh cứ phải đánh mấy con kéo này nó mới vào việc của Trung Anh ạ. Người đánh nó chán anh, nhàm lắm.
Nhàm tí. Không thể hiện kỹ năng của em được, em phải đánh những con nào bự bựa hơn với kỹ năng của em được anh ạ. Em kéo được ra ngoài đấy anh ơi. Đợi với chú đi anh còn lát hit gì đây. Đấy em kéo ra ngoài đấy. Từ từ nha. Ui. Ui chúng anh kéo được đấy, chẳng là chúng anh kéo binh đấy chúng anh à. Binh gì không khen. À không khen, chúng anh đánh như cục cứt. Đúng chúng anh thế. Chúng anh đánh ngu như con chó ấy. Chúng anh á, chúng anh bỏ tun rồi anh em ơi. Chúng anh bỏ tun rồi. Mà làm gì có tun, tun nào gọi là tun kéo anh em. Chúng anh có bỏ tun rồi nha mọi người. Ui, chúng anh. Đây là chúng anh. Ui, chúng anh. Chúng anh ơi. Chúng anh. Chúng anh ơi. Chúng anh. Chúng anh đứng. Chúng anh. Ui, tí thì được quá nữa kìa. Không hồi hồi được em hack cái lão rồi. Ai chung anh ơi, anh ghi âm một đoạn chửi chửi mày xong mày làm nhạc chuông nhá. Nhạc chuông. Ai gọi điện cái. Điện mẹ chung anh. Không được khen nhá, không được khen nhá. Ơ anh kia này. Cái gì vậy? Đâu 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 đâu. Cái là cái là cái là anh ta. Ôi chung anh ơi, nó chặn anh chung anh ơi. Đơm mày không? Đơm hai ngày không? Đơm anh ơi. À. Ui. Ui chết rồi nó kéo anh vào bẫy rồi. Má anh lỗi rồi, chết rồi Duy lỗi rồi mọi người ơi. Lỗi anh cho anh ơi, lỗi anh. Vâng lỗi em, lỗi em, lỗi anh, chúng anh lỗi anh. Lỗi em kéo chúng anh lỗi anh, lỗi anh, lỗi anh, lỗi anh ngăn kéo. Ơi luôn. Ui. Em mới được thế nhở? Căn được đường quy cơ. May mắn. Anh Duy làm sao để hết sợ vợ á? Vả luôn vắt vào mặt cho anh. Cho nó hiểu. Nó phải thế, nó phải chuẩn. Ôi anh nói đùa anh nha. Đừng. Anh nói đùa anh nha. Nhưng mà mình nói thế thôi. Mình không đánh vợ nhưng mà nhà nó vẫn phải có mái, có chóp anh em hiểu không? Tôi bảo với anh em từ mấy hôm trước rồi. Tôi xin vợ tôi 5 lít. À tôi xin vợ tôi 2 lít, đố vợ tôi dám cho tôi 5 lít luôn đấy. Tôi thách luôn đấy. Trời ghê chưa? Công việc thường ngày của tôi là rửa bát. Đố vợ tôi dám tranh công việc rồi luôn. Động tay vào rửa bát đó tôi vả luôn mà. Không phải thế. Anh Trung Anh có sợ vợ không kìa? Trung Anh có sợ vợ không Trung Anh? Trời ơi, anh em nhìn hôm qua đấy là biết rồi đấy. Tao hôm qua nhào. Hôm qua như nào á? Nhào. Đến thì anh nhá. Như này là, như này là. Như này. Ui. Là ôi chung anh từ chung anh nha. Như nào á? Đứng cạnh em, đứng cạnh em đỡ không? Có đáp. Nó flash không nhở? Anh em thấy không, cái dạ kiếm Duy tàng hình quả đấy Duy mới sống được ấy mọi người. Tí nữa mình nâng cấp thêm thêm e nữa nhá. Mình cứ giết người là mình có tàng hình, xong mình thêm e tàng hình nữa. Là lúc nào mình cũng lặn luôn, lúc nào mình cũng lặn luôn anh em. Lúc nào trong tình trạng lặn luôn. Thế mà trong trường hợp mà team có nhiều tank thì phải đánh chí mạng nhá. Không thì không đam chết được ai đâu. Ủa thôi đốt anh chung anh nha. Từ từ. Đúng vậy, nó thiếu đốt anh đau quá. Đốt cho em anh Duyên. Ui dồi ôi, bạn ấy xem livestream mà mình quên mất đấy. Hay quá. Team nói hết à? anh đừng góc bên này thằng đồng đội mình cơ. Chia bê bê. Nhầm cứ bị cuồng đao ấy à, cái lanh so cứ bị nhầm anh em.
Tại vì con này cũng chưa hay lên cái cuồng đao nhiều quá nên mình cũng bị lịu. Rồi, mình lên được E nhá. Thoải mái đi, cứ một combo là chết thôi. Cứ một combo là chết thôi mọi người. Chợt đúp đấy, anh em mà vẫn chết. Câu đấy không có ai fake được đâu. Baron luôn, Baron, Baron, Baron đi. Ai góc nó xấu, cái góc nó tù. Cái góc nó tù lắm ấy. Ở đâu à? Tại sao lại không ăn con Bazon ta? Ăn con Bazon lời hơn mà. Bazon này. Ok nha. Còn cái xa dạ, dạ kiếm mày bình quá mà. Hay quá Trung Anh ơi. Em vừa làm gì đó? Trung Anh, Trung Anh. What a kill! Pentakill! Thế giới này là của anh. Đau quá. Em đấm lên là chết luôn à. Ok. Này 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 này. Kéo đấy, kéo đấy, kéo đấy. Một rồi, một rồi. Oh my god. Anh ăn cái lồng chí quá, anh ăn cái lồng chí quá, chạy đâu vào. Ông ấy quy trượt tự nhiên mình trúng. Anh em cứ cày phan mực phan tướng cái pet mới đi, đợi khi nào đi qua cái là vô đó. Tôi ăn tết xong mà đi nghĩa vụ quân sự à? Ok nhá, công tác mạnh khỏe nhá. Đấy khỏe lắm rồi. Anh đang chờ góc bắn cho anh. Uầy. Beta này nha, beta trong nhà này, beta này. Bật cho anh đứng với nhà, đứng với nhà, đứng với nhà, đứng với nhà. Pentakill 30 mạng luôn nha, 30 mạng luôn nha. Rồi chúng ta kết thúc rồi. Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh. Nếu như bạn có nhu cầu mua PC nên chuyển máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay GVN nhé.